Dải mây dài hàng trăm km chắn ngang trời, như khung cảnh ngày tận thế. Dải mây khổng lồ dài hàng trăm km chắn ngang trời, khiến nhiều người liên tưởng tới khung cảnh của ngày tận thế. Cảnh tượng ngoạn mục được một du khách có tên Jim C. ghi lại từ một con thuyền tại cảng Ô, đảo Block, ngoài khơi bang Rhode Island, Mỹ, hôm 14 tháng 3 vừa qua. Đó là khoảnh khắc một dải mây cuộn dài hàng trăm km chắn ngang trời, khiến nhiều người liên tưởng tới dấu hiệu của mối nguy hiểm sắp ập tới, hoặc khung cảnh ngày tận thế. Với người dân địa phương hay du khách được chứng kiến khoảnh khắc này đều cho rằng sẽ khó lòng quên được bởi sự choáng ngợp trước sức mạnh và vẻ đẹp của tạo hóa. Theo các chuyên gia, đây đơn giản chỉ là một hiện tượng thời tiết hiếm gặp, nhưng khoảnh khắc ngoạn mục khiến nhiều du khách tự đưa ra những kết luận mang tính giật gân, thậm chí có người còn ví von đây là cảnh lấy cảm hứng từ phim bom tấn Hollywood The Day After Tomorrow, Ngày Kinh Hoàng. Được biết, đây là dạng mây cuộn, một loại mây dài, mỏng, có độ cao thấp, thường đi kèm cùng không khí không ổn định và dông bão. Loại mây cung này hình thành khi một luồng không khí lạnh đi xuống từ mây vũ tích, Cumulonimbu, chạm tới trái đất. Khi luồng không khí lạnh loang ra sẽ đẩy không khí ẩm dưới đất lên. Khi không khí ẩm bốc lên thì hơi nước ngưng tụ và tạo nên những đám mây cung. Anh Bonnie Diamond, nhân viên làm việc tại cơ quan thời tiết, đưa ra lời giải thích. Quốc Việt, theo ta. Ha ha ha,